Thông thường khi mà mọi người mua nội thất về kê trong nhà thì chắc chắn là ai cũng muốn là xài phải thật lâu, thật bền và sẽ rất là ít khi thay đổi. Cho nên là khi mà mọi người quyết định mua một cái món nội thất nào đó thì mọi người phải lựa chọn kỹ cái phần kiểu dáng với lại cái phần chất lượng, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì em sẽ quay cho mọi người xem là một mẫu tủ tivi với thiết kế rất là đẹp luôn. Và cái mẫu này á, là em bao chất lượng cho mọi người ha. Rồi, mẫu này thì nó sẽ được thiết kế với chất liệu là gỗ gõ đỏ nha cả nhà. Thì gỗ gõ đỏ ở đây là sẽ là gỗ của Nam Phi ha, được tẩm sấy rất là kỹ lưỡng này, màu gỗ, vân gỗ rất là đều, thanh nào thanh nấy cũng có vân, nhìn rất là đẹp ha cả nhà ha. Và cái mẫu này, cái phần kích thước của nó thì sẽ là chiều dài là 1m96 này, chiều sâu là 47 và chiều cao là 69. Một cái kích thước nó không có lớn quá, nó cũng không có nhỏ quá, nó rất là phù hợp với nhiều cái không gian, nó rất là phù hợp với nhiều cái không gian khác nhau, như là phòng khách nè, hay là phòng ngủ master lớn nè, hay là những cái phòng như là phòng thư giãn, phòng sách, hay là mình có thể kê ở trong phòng làm việc của giám đốc luôn ha. Đó, và với cái thiết kế mà cổ điển như thế này á, thì nhìn nó thật sự ra rất là sang trọng, đúng không mọi người? Mọi người nhìn thì mọi người sẽ thấy là nó được làm với những đường nét họa tiết hoa văn đục rất là sâu. Và thường á, là mọi người sẽ hay thắc mắc là những cái hoa văn này là bên em đục tay hay là đục máy, thì mấy cái này là bên em sẽ làm khuôn bằng máy trước và sau đó thì sẽ đục lại bằng tay. Thì bởi vậy cho nên là mọi người sẽ thấy là cái phần mà độ sâu của các hoa văn á, nó sẽ sâu hơn rất là nhiều so với những cái hàng mà đục máy ha. Thì thường là đục máy á, cái chiều sâu của nó thì chỉ tầm cỡ 0,5 ly thôi, còn ở đây á, mọi người có thể thấy được là nó tầm cỡ 1 tới 2 phân luôn đó, tùy cái hoa văn ha. Và cái mẫu tủ tivi này bởi vì mình không có làm nó lớn quá cho nên là nó sẽ có ở đây là 5 phần diện tích để cho mọi người có thể kê những cái món đồ đạc ở trong đây ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có là hai cái phần cánh tủ và một cái phần hộc ở đây và hai cái hộc kéo ở đây, thì tất cả thì đều được lắp phụ kiện rất là cao cấp nha cả nhà. Đây, bảng lề giảm chấn này đó. Đây, khi mà mình đẩy vô thì nó sẽ tự động hít vô luôn. Đây, mọi người thấy không ạ? Bên trong thì rất là dày dặn và toàn bộ thì đều được là lọc lựa gỗ rất là kỹ, nó không có những cái phần mà gỗ đen, đúng không mọi người? Đó, đây, hàng rất là cao cấp ha. Đó, cái phần hộc này thì nó rất là lớn, còn ở đây thì mọi người có thể để cái âm ly hay là đầu đĩa gì đó. Đây, một cái không gian này là rất là to luôn nha. Và bàn á, thì ở cái phần trên này chúng ta sẽ làm kiểu dạng như là mặt thẳng á mọi người, cho nên là nó không có bị hạn chế cái kích thước tivi khi mà mọi người để qua đây ha. Mọi người có thể để tivi nhỏ hoặc là tivi lớn cũng được. Ví dụ như là mọi người để tivi nhỏ thì mọi người để ở đây thì nó sẽ có thêm hai cái không gian ở hai bên để cho mọi người có thể trang trí đồ thêm nha. Đó. Và cái sản phẩm này thì nó sẽ được sử dụng là sơn BU. Bên cạnh đó thì ở những cái phần hoa văn á, thì nó sẽ có được dặm thêm những cái lai đen như thế này để mà làm nổi bật cái phần chi tiết lên ha. Thì cái bàn này thì thông số nó cũng rất là dày dặn. Ở cái phần mặt thì cái phần khung bao của nó thì sẽ là 3 cm và cái phần bán trong thì nó sẽ là 2 cm, cho nên là nó chịu lực rất là cao luôn mọi người. Đấy. Nói chung là cái mẫu này là một cái mẫu mà bên em bán rất là nhiều. Và ngoài cái chất liệu là gỗ gõ đỏ thì bên em còn có là gỗ cẩm lai nữa, cho nên là mọi người nếu mà mọi người muốn mua cái phiên bản mà gỗ khác đó, thì mọi người liên hệ bên em nha. Và ở đây á, thì em đang có là một mẫu là có chạy lai đen với lại là một mẫu là không có chạy lai đen nha cả nhà, và cái mức giá niêm yết của nó thì nó sẽ khác nhau luôn. Thì nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người hãy để lại số điện thoại để bên em tư vấn, hoặc là có thể liên hệ vào số hotline 0908 356 119 để em có thể tư vấn cho mọi người, hoặc là mọi người có thể đến ngay trực tiếp lại địa chỉ cửa hàng là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để mà mình xem hàng luôn ha. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở đây nhé.